Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên của chương trình Photoshop. Thì đây là một cái lớp mà các bạn mình sẽ đi lại từ đầu cho các bạn. Và tất nhiên là trong quá trình đi lại từ đầu thì các sẽ có một số bạn là đã học qua một số bài rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn nên coi như là chúng ta từ đầu. Thì như vậy thì cái lộ trình của chúng ta sẽ tốt hơn. Và trên phương diện thì mình đã nói rất là nhiều là khi mà bạn vào học về thiết kế đồ họa thì chắc chắn là mình sẽ phải từ cái nội dung tư liệu mà các bạn học. Thì sau khi các bạn học xong thì các bạn nên dừng lại và tìm nội dung thông tin, tìm nội dung tư liệu để chúng ta làm một cái khác. Có nghĩa là sau mỗi một bài các bạn sẽ học, các bạn làm rồi làm giống rồi thì các bạn sẽ tìm tư liệu và làm mới một cái phiên bản mới. Thì như vậy thì các bạn từ tìm tư liệu các bạn sẽ có được cái CV rồi, cũng giá trị là các bạn sẽ tự làm thì nó sẽ bộc lộ rất nhiều những cái điểm yếu. Thì như vậy chúng ta sẽ góp ý cho nhau nó kỹ hơn. Các bạn đồng ý điều này không ạ? Alo cả nhà ơi. Và các bạn nhớ một điều rằng là trong cái vấn đề về thiết kế đồ họa thì ở đây nó có hai phạm trù, là khi các bạn làm về thiết kế thì nó dựa trên hai nền tảng. Nền tảng thứ nhất là các bạn sẽ phải đọc được bản vẽ của người khác, có nghĩa là nhìn vào một bản thiết kế mà mình phải biết rằng là người ta làm một công cụ nào và mình có làm được cái đó không nha. Bởi vì nếu mà trong thiết kế đồ họa thì chúng ta có một cái phiên bản, đó là chúng ta sẽ đọc được và chúng ta làm được theo phong cách của họ, thì có nghĩa là ra ngoài chúng ta sẽ đáp ứng được một số công việc mà chúng ta cần thiết nha. Loại thứ hai là các bạn sẽ từ những cái phiên bản mà các bạn nhìn nhiều, làm nhiều đó, các bạn sẽ đúc rút từ những giá trị về bố cục, giao diện rồi tất cả những cái thứ khác này để bạn tạo ra cái phiên bản mới cho các bạn. Thì đấy là nội dung của bên trong và sức mạnh của bạn bên trong. Nên chính vậy mà trong cái quy trình khi mà các bạn học thì các bạn nhớ là giai đoạn đầu tôi không cần bạn đi nhanh, bạn không cần thì phải đi lấy số lượng, bởi vì là cái vấn đề là đi lấy số lượng thì tôi cũng không cần, bởi vì các bạn đang học cho các bạn nha. Ok, nào các bạn nhìn vào đây. À, đây là cái giao diện của Photoshop này, các bạn nhìn đi nhá. Thì cái công việc đầu tiên mà khi một người mới học vào thì các bạn sẽ phải chọn cho mình một cái rất là quan trọng. Có những bạn ấy nó không có cái phần ở giữa như này. Và có những bạn thì nó sẽ trắng xóa như thế này, thì là làm cách nào thì người ta sẽ chọn vào đúng nguyên tắc này, chọn vào file và chọn vào new. Chọn vào file và chọn vào new chính là tạo ra một khổ giấy mới nha. Các bạn nhìn chưa? Ok, thử xem bạn này bạn nhắn gì. À, YouTube rồi, ok. Phần lớn là các bạn sẽ thấy thông tin của mình ở trên YouTube. Rồi, các bạn đi là chọn là file, chọn vào Ctrl N chính là tạo ra một khổ giấy. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo. Rồi. Dạ thấy hả? Sau khi tạo xong thì các Dạ bạn để ý cho mình thấy là cái kích thước này nó rất là quan trọng. Cái việc đầu tiên là đối với người đồ họa là phải chốt được mặt kích thước. Và cái kích thước này nó có hai giá trị, nó nằm trong giá trị từ bản thân con người của các bạn, từ công việc của các bạn. Ví dụ chúng ta thiết kế một cái poster theo ý đồ của các bạn thì bạn phải định dạng nó là bao nhiêu cm hoặc là bao nhiêu là pixel. Rồi có những người thì thiết kế về áo thun thì các bạn sẽ phải biết rằng là kích thước nó bao nhiêu để mình làm ra, được không ạ? Loại thứ hai là khi mà bạn làm về kích thước thì các bạn sẽ phải chốt được phần thứ hai, đó là nếu các bạn không biết được cái giá trị đó thì khi đến một công ty thì các bạn nhớ nhá, các bạn sẽ phải xin cái ấn phẩm đấy, xin một cái file của người khác và đưa về để chúng ta xem là cái kích thước nó là bao nhiêu. Thứ ba là các bạn sẽ phải hỏi khách hàng, là cho em hỏi là cái kích thước của các anh chị muốn thiết kế là bao nhiêu thì các bạn sẽ phải chốt cho tôi về mặt kích thước. Và tất nhiên cái việc kích thước đấy nó nằm ở bên tay phải của các bạn. Thứ nhất là tên file là để sau này khi làm xong các bạn sẽ phải lưu lại, rồi các bạn xếp lại, rồi các bạn sẽ gửi cho khách hàng, thậm chí là các bạn đưa vào ổ của các bạn để biết là các bạn đang để ở đâu. Chưa? Loại thứ hai về kích thước thì nó sẽ có hai loại định dạng, nhớ nhá, chốt hai loại định dạng. Định dạng số 1 là các bạn sẽ nhìn thấy nó nằm trên sản phẩm online. Mà đã là online thì nó phải phụ thuộc vào cái đơn vị kích thước của nó, là tính theo đơn vị là pixel. Nên là có nhiều người phải để ý cho cái việc này kỹ. Đó là nếu làm online bạn tính theo đơn vị là pixel.
Và tất nhiên là đơn vị pixel mà nó phù hợp cho phép thì nó sẽ rơi tầm khoảng 1.000, 2.000, 3.000 gì đó, chứ không phải là mười mấy nghìn. Mười mấy nghìn là câu chuyện của chúng ta, thì có thể những cái máy của chúng ta khỏe chúng ta có chịu được, nhưng có những cái máy thì rất yếu. Đặc biệt những bạn mà máy yếu ấy thì chắc chắn là phải làm sao, khi sử dụng phải cực kỳ là biết về quản lý về máy, phải biết diệt virus rồi dọn rác rồi đủ các thứ nữa thì các bạn mới làm được. Còn nếu mà không được thì các bạn sẽ phải nhớ một điều rằng chúng ta sẽ sử dụng theo năng lực của cái máy. Cái máy chúng ta mạnh thì chúng ta dùng hiệu ứng mạnh, còn cái máy mà yếu thì chúng ta sẽ dùng hiệu ứng nó yếu, nhưng miễn sao nó phải đạt được hiệu quả là đẹp. Đấy mới là vấn đề khó. Rồi, vậy thì chúng ta chốt lại là những cái gì làm online thì các bạn chọn đơn vị là Pixel cho tôi. Còn những cái gì mà thiên về giá trị về in ấn thì các bạn sẽ chọn vào centimet cho tôi. Một cái thì làm online nhưng mà một cái thì làm offline. Offline là các bạn đến một cái cửa hàng in ấn, một công ty in ấn, người ta in ra cho bạn một tờ giấy, và tờ giấy trên cái tờ giấy đấy nó có sản phẩm thiết kế của các bạn thì là giá trị người ta gọi là offline. Những cái gì cầm nắm được, sờ được thì được gọi là tính theo đơn vị centimet. Ok, cả lớp mình nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo, Rồi. alo, rồi tiếp theo này. Khi mà chúng ta kéo xuống dưới một tí nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đơn vị của chúng ta. Tôi sẽ nói lưu ý cho một số bạn khi sử dụng về Photoshop thì chúng ta tuyệt đối không ấn vào Abad. Tôi không ấn vào đây nhá, nên các bạn cũng không ấn vào đây, để chúng ta sử dụng một cách bình thường basic nhất có thể để làm sao làm quen đến với chương trình Photoshop và thiết kế. Tiếp theo, độ resolution. Resolution chính là độ phân giải và chất lượng của cái ảnh. Và chất lượng của cái ảnh thì nó phải là như thế nào? Ví dụ tôi có một dải màu từ đen chuyển sang trắng, hay người ta gọi là một cái tên mỹ miều là gradient, là chuyển sắc độ từ đậm sang nhạt, thì người ta chia thành 72 ô. Thì đối với 72 ô thì nó rất là thích hợp cho những giá trị làm online, bởi vì tất cả những cái ảnh mà các bạn đưa lên mạng thì nó phải nhẹ. Nhẹ thì khi vào website hay là xem trên trên giá trị online nó mới nhanh được, bởi vì nó liên quan đến đường truyền và tốc độ nha. Còn loại thứ hai nữa của các bạn này, khi mà các bạn làm in ấn thì các bạn sẽ chọn cho tôi độ resolution, là chất lượng của cái ảnh này, các bạn sẽ để là 300 trở lên. Cả nhà mình hiểu chưa? Alo, chúng ta vừa chốt ba thứ: kích thước, thứ hai đơn vị. Các bạn nhớ nha, kích thước, đơn vị, sau đó là cái gì? Resolution, đúng không? Là độ gì? Chất lượng. Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Alo, cả nhà Dạ ơi. hiểu rồi đó thầy. Rồi, nha. Sau khi chốt về mặt chất lượng, thì các bạn để ý cho mình xuống dưới một tí nữa. Ví dụ tôi chọn là pixel, cái này là 720 nhân với 1018. Các bạn sẽ có những cái kích thước mà nó rất là quan trọng. Có những người thì làm về TikTok, có những người làm về YouTube, ảnh thăm, rồi có những người làm về những cái ấn phẩm mà truyền thông trên mạng như là Facebook, Fabel gì đó, được chưa? Rồi, chốt xuống dưới, người ta sẽ có thêm một cái lệnh nữa là cái hệ màu. Cái hệ màu của Photoshop thì gần như là 90 đến 99% là chúng ta sẽ dùng trên phiên bản là RGB. RGB là những sản phẩm làm online. R là màu đỏ đấy. Nha. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi RGB, là cái bộ màu gọi là làm cho giá trị về online. Và tất cả những cái gì được gọi là giao dịch, tất cả những cái gì mà chúng ta gửi qua mạng thì các bạn nên để RGB. Và nó không phải là in ấn ra ngoài nhé, các bạn nhớ cho tôi cái việc đấy. Nên chúng ta nếu mà sử dụng trên phiên bản online phần lớn thì các bạn sẽ chọn vào RGB cho tôi. Còn nếu mà các bạn dùng cho những phiên bản về in ấn thì đôi lúc các bạn sẽ phải chuyển sang cái phiên bản đó là CMYK. Thì trong trường hợp này thì tôi chia sẻ cho các bạn là một số những bạn đi in full
In full nghĩa là sao ạ? Người ta có máy in rồi, người ta không cần phải ra phim, ra kẽm. Và người ta chỉ cần cắm cái ảnh vào và ấn nút là tự khắc là cái máy nó sẽ chạy rẹt 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 rẹt. Nó gạt đi gạt lại và gạt hết hệ màu, có nghĩa là sau khi xong cái ảnh của các bạn. Còn khi mà in những cái sản phẩm theo kiểu in công nghiệp như là in quyển catalog hàng nghìn quyển chẳng hạn, in bao bì nhãn mác hàng nghìn tờ như vậy thì người ta sẽ in trên offset. Và in offset như vậy thì người ta sẽ dùng kênh màu đó là CMYK. Nhưng một số sản phẩm mà tôi cũng chia sẻ cho các bạn là in full, người ta có thể in được trực tiếp từ RGB. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Alo. Dạ hiểu ạ. Rồi, nhưng ở đây cũng có một số cái trạng thái cho các bạn khi mà các bạn làm về in ấn. Thì có nhiều người cứ bảo là thầy ơi, tại sao mà em làm trên cái phiên bản máy của em màu nó tươi mà sang cái máy của người ta thì màu nó xỉn? Thì rõ ràng rồi, bởi vì máy của người ta nhìn màu nó có thể là mua từ năm 2020 mà máy của bạn là mua 2024 thì cái màn hình của bạn nó mới hơn nên nhìn màu có thể nó sẽ trong hơn, được chưa? Và nó tùy thuộc vào độ phân giải nữa đó. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi là trong quy trình khi in ấn thì các bạn nhớ là phải in test. Đặc biệt những bạn nào liên quan đến in ấn mà in cho khách, lần đầu tiên làm việc với khách thì mình phải in test ra. Và trước khi in test thì mình cũng phải, nếu mà mình không được in thì mình phải dặn khách hàng. Là anh chị ơi, nếu mà trước khi anh chị làm và anh chị xong rồi chốt rồi thì anh chị in thì cố gắng làm sao in test cho em. In test là in bé bé để xem được màu, nếu chuẩn rồi thì anh chị hãy in thật. Còn nếu nó bị sai màu quá nhiều thì hãy gửi phản hồi lại cho em để em còn biết và em hỗ trợ. Đó, mọi người hiểu cái này chưa nhờ? Alo. Rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái chế độ 8 bit cho các bạn. 8 bit là cái chế độ rất là thông dụng. Nó sẽ làm cho cái phiên file Photoshop của bạn là sử dụng được gần như là tất cả các hiệu ứng. Các bạn nhớ cho tôi cái việc này nhá. Rồi tiếp theo, sau khi mà các bạn hiểu được bản chất của cái việc mà tạm về 8 bit rồi thì các bạn sẽ xuống dưới thì nó có một cái background, và cái background này thì thường thường tôi sẽ để mặc định, bởi vì nó có background màu trắng, màu đen và màu không nền nên thường thường tôi sẽ để màu trắng. Và toàn bộ tất cả phần phía dưới đây thì tôi để nguyên mặc định, bởi vì bản thân tất cả những cái phần mềm ra khi lập ra nó sẽ tạo ra một cái cách làm việc cho các bạn tốt nhất rồi, nên các bạn chỉ việc ấn ok là được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào create chính là tạo ra một khổ giấy mới, và cái khổ giấy này nó nằm ở giữa màn hình cho các bạn. Thì cái công việc thứ hai của những người mới học, chưa cần nói siêu hay không, đầu tiên chúng ta phải quản lý được nó đã. Và đây là những cái bài nó đem lại cái giá trị cho các bạn từ đầu và quyết định cho toàn bộ tất cả những thứ khác cho các bạn. Thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, đó là các bạn ấn vào Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình. Đây chính là giá trị nha, để các bạn làm ra một phiên bản gọi là khổ giấy, để quản lý cái khổ giấy của mình làm to nhỏ khác nhau. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ. Nhớ là khi ấn vào thì phải ấn vào chặt nút Ctrl, sau đó ấn nút Ctrl cộng là phóng to, ấn nút Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình. Và tất nhiên những cái giá trị như này nó đều có tác dụng hết. Ví dụ Ctrl cộng thì phóng to để các bạn nhìn một cách chi tiết những cái đối tượng nhỏ chúng ta, để thiết kế cho nó chuyên nghiệp hơn, sắc nét hơn, kỹ càng hơn thì người ta cần giá trị phóng to. Và đôi lúc khi mà làm xong phóng to rồi thì chúng ta cũng sẽ phải cần giá trị đó là thu nhỏ. Bởi vì khi thu nhỏ lại thì bạn sẽ nhìn được tổng quan toàn bộ thiết kế của các bạn. Và đây là một thói quen cực kỳ quan trọng đối với dân designer của chúng ta. Nó có nghĩa là chúng ta làm xong chúng ta nên thu nhỏ lại để xem. Xem là để nó làm sao ạ? Rồi, có những cái phiên bản không phải là để xem nữa mà là buộc là chúng ta sẽ phải xuất ra một cái file ảnh và chúng ta đi in, in thật. Và nhớ một điều rằng lại kinh nghiệm nữa là chúng ta nên in đen trắng. Bởi vì khi in đen trắng đấy, bạn sẽ mua được quá nhiều kiến thức thực tế. Bởi vì làm sao? Kích thước chữ là bao nhiêu cho phù hợp? Ảnh này bị thô quá. Mà các bạn nhớ là chúng ta in từ nhiều loại kích thước khác nhau, bé thì không sao, nhưng to ra, xé to ra thì trông rất là khủng khiếp. Và nó trông không chuyên nghiệp nào. Vậy chúng ta sẽ đánh đổi bằng những giá trị về đen trắng để lấy được kinh nghiệm thực tế. Các bạn để ý cho tôi cái việc đó.
Ok, cảm ơn mình hiểu đoạn này chứ nhở. Alo. Đấy. Rồi, tiếp theo. Sau khi mà hiểu được cái phần này rồi thì các bạn nhớ cho tôi đó là gì ạ? À, chúng ta sẽ có một cái phiên bản thứ hai, đó là chúng ta sẽ phải biết reset lại cái giao diện nào chúng ta đang dùng. Hoặc là chúng ta đang dùng cái giao diện nào. Cái giao diện này là cái giao diện cơ bản chưa? Cái giao diện này nó đúng nghĩa của nó chưa? Thì các bạn sẽ chọn cho tôi vào Windows và chúng ta chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Essential Default là giá trị giao diện đầu tiên cơ bản của Photoshop dành cho những người mới học. Các bạn nhớ nhá. Nhìn này chưa? Và trong một số trường hợp mà khi mà chúng ta chọn vào cái đối tượng và chúng ta có thể bị xóa cái công cụ nó đi hay như thế nào đó, đây tôi kéo ra tôi xóa lại, tôi xóa như này đi ạ và tôi xóa như này đi ạ, thì các bạn nhớ một điều rằng là lúc này chúng ta đã chọn vào Windows và chúng ta chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Essential Default thì nó không ra, bởi vì bản thân là bạn đang xóa cái công cụ này trên cái giao diện cơ bản. Thì lúc này chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào Workspace và chúng ta chọn vào Reset Essential. Các bạn hiểu cái này chưa? Mình sẽ reset lại cái giao diện đầu tiên của chúng ta. Alo, cả lớp mình nhìn cái này chưa nhở? Rồi thấy Rồi, sau khi mà tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhớ nó sẽ lấy lại được cái giao diện cơ bản cho các bạn. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. À, lúc này thì chúng ta sẽ có một cái giao diện cơ bản rồi, thì lúc này chúng ta sẽ có công cụ bên tay trái của chúng ta là thuộc ngũ hành vẽ vẽ vời tất cả những đối tượng thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Còn thanh thuộc tính phía trên là chúng ta sẽ điều chỉnh lệnh và bên tay phải cũng tương tự như vậy. Được chưa? Rồi, lúc này thì các bạn sẽ có một cái giá trị như sau là để muốn quản lý tất cả các đối tượng. Thì các bạn để ý cho tôi một tí đó là gì ạ? Chúng ta sẽ quản lý bằng công cụ rất là quan trọng, đó là Windows và chọn vào F7. F7 chính là lớp, là gì? Các tầng tầng lớp lớp. Vậy thì F7 của chúng ta chính là quản lý các layer. Layer là F7 và F7 cũng chính là tắt bật layer. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy đây là layer. Nếu tôi ấn vào F7 trên bàn phím thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy làm sao ạ? Nó sẽ ẩn đi và ấn F7 thì lại hiện lên, đấy là tắt và bật layer. Và đây là bảng quan trọng nhất trong hệ thống Photoshop của các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy ngay lập tức khi tôi tạo ra một khổ giấy, một layer, thì cái layer đầu tiên của chúng ta chính là layer background, là lớp nền đầu tiên, là giá trị đầu tiên của việc thiết kế. Nên là các bạn nhớ một điều cho tôi là đối với một dân thiết kế là chúng ta làm đây thì chúng ta đã làm được khoảng 10% giá trị rồi. Ví dụ kích thước của khổ giấy thiết kế là bao nhiêu, đổ được cái background màu thương hiệu là bao nhiêu. Đấy, vậy thì chúng ta làm được hai cái nha. Rồi, sau khi mà đã ấn F7 xong thì các bạn nhớ cho tôi là giá trị đầu tiên mà chúng ta học. Thì chúng ta có những cái nền dành cho sản phẩm như sau. Cái nền ấy là cái background đấy. Các bạn biết cái background của chúng ta là cái gì không ạ? Alo? Alo, alo. Alo. Để nghe thầy ơi. Các bạn biết cái background là cái gì không? Cái lớp nền cho sản phẩm là cái gì không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng đây chính là phiên bản đầu tiên để thúc đẩy, để truyền thông, để tạo ra giá trị tương phản cho sản phẩm của chúng ta để sau này chúng ta làm cho nó đẹp hơn, tốt hơn. Để sau này khi các bạn đẩy những sản phẩm trên mạng, rồi các bạn in ra phát tờ rơi, rồi tất cả những giá trị tín hiệu của các bạn nó mạnh nhất, thì cái lớp nền nó giá trị quan trọng. Và cái lớp nền background của bạn này nó có mấy định dạng như sau. Dạng số 1 tôi cho các bạn xem đó là một màu bệt. Các bạn biết màu bệt là gì không ạ? Alo. Và màu đơn sắc nữa. Đúng rồi, chính xác. Và màu này thì các bạn sẽ nhìn thấy từ trái qua phải, từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nó là một màu và bằng nhau, giống hệt nhau. Ví dụ chúng ta đang có một cái background màu trắng. Vậy thì màu trắng có thể được gọi là một chiếc cái nền được không? Và cái nền 2D này các bạn nhớ cho tôi là nó phù hợp với thương hiệu chưa? Alo. Các bạn biết là phù hợp với thương hiệu chưa nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là bất cứ một thương hiệu nào thì người ta sẽ có bộ màu đi kèm. Mà đặc biệt là các bạn sẽ lấy màu từ thương hiệu của logo là tốt nhất.
Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Alo? Dạ hiểu thầy ơi. Rồi thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi một tí nữa là trong quy trình khi các bạn chọn vào màu sắc thì có những người là người ta sẽ chọn màu như thế nào, thì tôi đi thẳng vào trọng tâm luôn. Đó là cách chọn màu thì người ta nhìn sang bên tay trái của chúng ta có cái ô màu và chúng ta tích đúc vào. Và sau khi mà tích đúc vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó có một cái ô màu to đùng. Được chưa? Đây là cái màu mà các bạn sẽ chọn vào đồ background. Thì trên cái hệ màu này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái dải màu nó có hai cái mũi tên đối cực nhau nhảy. Đây là chính là khu vực màu. Tôi đang chọn khu vực màu đỏ thì nó sẽ có thứ nhất là màu trắng, thứ hai là màu hồng, thứ ba là màu đỏ cờ. Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ chuyển từ màu đậm chuyển sang màu trung gian rồi đến màu sáng. Đậm là đậm nhất, màu thứ hai là pha thêm trắng và màu thứ ba là màu trắng. Cũng tương tự như vậy, từ màu đỏ này các bạn có thể cộng thêm đen, cộng thêm trắng thì nó nhạt đi, cộng thêm đen thì nó đậm lên, đỏ cờ, nâu và nâu đen. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Alo? Thấy à. Rồi, vậy thì trong quy trình khi chọn màu thì tôi khuyên các bạn có một vài cái vấn đề như sau. Một, đối với những cái con người mà có khả năng được gọi là gì, thần đồng về màu, gọi là giá trị về cái cảm xúc về màu của các bạn tốt thì các bạn chọn màu rất ok. Và cái này là chọn màu ok bởi vì lý do bạn là một con người hay quan sát, hay là người đi nhìn, đi xem những cái sản phẩm và yêu hội họa, yêu màu sắc rồi thì bạn sẽ chọn màu khá là tốt. Các bạn hiểu cái này chưa? Và các bạn chọn theo cảm tính được không ạ? Alo. Alo, các bạn hiểu là chọn màu theo cảm tính chưa? Dạ hiểu thầy ơi. Có nghĩa là chúng ta thích màu hồng thì chúng ta chọn màu hồng, có chúng ta thích màu xanh, chúng ta chọn màu xanh, chúng ta thích màu đỏ, chúng ta chọn màu đỏ. Nhưng phần thứ hai thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là trong cái phần màu 2D này, các bạn phải phân biệt rằng là màu đỏ tượng trưng cho cái gì. Màu đỏ này có thể tượng trưng cho làm ngành nghề nào trong xã hội. Màu này ngành nghề nào trên những cái thương mại của các bạn thì bạn phải chọn màu cho tôi. Và tất nhiên đầu tiên là dùng bản năng, nên là các bạn có thấy rằng là khi tôi hỏi là bạn ơi bạn thích màu gì thì ngay lập tức trong đầu các bạn sẽ xuất hiện ra một cái màu gì đó mà bạn thích. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo, Rồi. đây là câu chuyện kiểm tra khả năng về màu của các bạn. Bạn thích màu nào thì nó xuất hiện trong đầu. Thậm chí là bạn ơi, bạn theo bạn thì màu của ngân hàng MB Bank là màu gì? Tôi đang hỏi các bạn. Nào, các bạn trả lời cho tôi cái. Màu xanh dương à. À, màu xanh dương, màu gì nữa hả? Màu đỏ. Các bạn có đồng ý với tôi là khi tôi hỏi cái đấy thì bạn lục trong đầu của các bạn ra là có bao nhiêu màu không ạ? À? Và có phải là cái đấy là bạn đã nhìn được ở đâu rồi không ạ? À? Đúng chưa? Alo. Alo. Vâng. Vậy thì để muốn học tốt, học nhanh và làm việc tốt hơn thì các bạn nhớ cho tôi mấy sự sưu tầm như sau. Một, ra ngoài đường kiếm cái máy ảnh của mình bằng trên điện thoại đấy, thấy cái màu nào nó đẹp thì chụp lại, thấy cái bố cục nào đẹp chụp lại, thấy một cái menu nào đi uống cà phê chụp lại, rồi thấy những cái phiên bản trên Google chụp lại, không sao cả. Bởi vì mỗi một lần chụp lại có nghĩa là bạn đã ấn tượng vào đầu của các bạn rồi thì bạn sẽ nhớ lâu. Nên chính vậy mà khi tôi hỏi em thích màu gì thì ngay lập tức em sẽ lục trong đầu của mình, và đầu của mình đã nhìn thấy những cái hình ảnh nào, đã chụp được cái hình ảnh nào trong đầu của chúng ta rồi thì chúng ta bỏ ra chúng ta dùng nó. Các bạn nhớ nhé. Và cái màu 2D này nó là một trong những màu khó dùng nhất bởi lý do làm sao ạ? Dùng màu 2D mà đẹp quá khó, và nó lại rất là kén khách. Các bạn nhớ nha, nó rất kén khách. Có những người khách của chúng ta không thích màu 2D. Nếu chúng ta không đạt đến tầm, người ta sẽ không thấy đẹp được bởi vì nó bệt. Nó là một màu phẳng. Nên chính vì vậy mà chúng ta rất là khó chọn nhé. Các bạn nhìn này. Vậy thì sau khi chọn 2D xong thì các bạn có thể, một là chọn gì? Màu đỏ.
Sau khi chọn màu đỏ xong thì bạn coi như bạn đã chọn khu vực màu đỏ. Thì ở đây nó sẽ có giá trị lá, nó sẽ báo hiệu cho bạn trên cái phần new. Nhìn thấy chưa? Từ màu trắng và màu đỏ này chúng ta ấn ok, được chưa? Thì lúc này sau khi chọn màu đỏ xong thì bạn được quyền đổ màu cho cái khổ giấy bằng lệnh là an, ấn vào phím an và ấn nút đen ne te là đổ màu phía trên. Và chúng ta ấn chặt, ấn Ctrl và ấn nút đen ne te. Delete là xóa. Thì các bạn nhìn ạ, ấn Ctrl đen ne te thì các bạn chính là đổ màu phía dưới. Ok, mọi người hiểu cách việc đổ màu chưa? Alo. Hiểu ạ. Rồi, tiếp theo là trong quy trình về đổ màu thì đối với những cái bản máy Mac mà cho đỡ đau đầu thì các bạn có thể dùng cho tôi một cái giải pháp, đó là các bạn tích vào công cụ phím G để muốn đổ màu, thì đây là giải pháp số 3. Và cái gradient này nó sẽ tích và giữ chuột một lúc. Tại sao phải giữ chuột? Bởi vì nếu mà bạn tích một cái thì nó không vào được đến cái công cụ của mình được. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái công cụ này có mũi tên tam giác nhỏ ở đây, có nghĩa là nó báo hiệu cho bạn biết là trong tôi có nhiều công cụ mượn. Và bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ở đây nó sẽ có một lệnh, đó là gì? Đổ màu, đó là công cụ G số 2. Và sau khi chọn vào G số 2 thì bạn sẽ đổ màu cái phía trên, chính là cái màu đỏ này này. Bạn tích vào đây một cái thì đổ màu đỏ. Bạn thích màu xanh thì bạn sẽ sao? Tích vào khu, kéo đến khu vực màu xanh lá cây và chọn màu theo ý đồ. Và tất nhiên chúng ta đổ bằng lệnh là an đen e te hoặc ấn vào công cụ G cũng tương tự. Và tiếp theo bạn muốn đổ một cái màu khác thì bạn sẽ chọn vào màu xanh. Bạn sẽ kéo vào đây và đổ màu cho tôi bằng lệnh là G tích vào. Ok, các bạn hiểu về cách đổ màu chưa? Rồi, vậy thì các bạn nhớ một điều rằng trong cái một màu của chúng ta nó có rất nhiều sắc độ, nó có đậm, nó có trung gian và nó có sáng. Và thường thường các bạn sẽ thấy là những cái gì sáng thì nó ở gần mình, tối thì nó ở xa mình. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Gần rõ xa mờ, gần thì sáng và xa thì lại tối. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Alo. Hiểu ạ. Rồi, cái kinh nghiệm thứ hai tôi chia sẻ cho các bạn sau này khi các bạn dùng màu cũng giống như dùng màu cho logo, thì các bạn hãy chọn cho tôi thiên thiên về màu, màu đậm. Màu đậm là màu gì? Thì các bạn sẽ nhìn này, thiên về màu đậm nó sẽ là như thế này, hoặc là màu sáng như thế này, được chưa? Tại sao lại chọn những cái màu thiên về đậm và sáng? Bởi vì nếu cái background của chúng ta đậm thì chúng ta dùng chữ sáng rất là rõ, chúng ta dùng đối tượng cũng rất là rõ nếu mà sản phẩm của chúng ta là sáng, và ngược lại. Bởi vì khi mà giá trị như vậy thì các bạn đã tạo ra một giá trị về tương phản, so sánh về sắc độ. Nên chính vậy mà khi ở gần nhau nó sẽ tôn giá trị của nhau lên, đặc biệt là sản phẩm muốn truyền thông. Các bạn hiểu cái này chưa? Và tất nhiên chúng ta vẫn phải đi theo nguyên tắc của việc là thương hiệu. Thương hiệu chúng ta màu gì thì chúng ta chọn màu đó, được không ạ? Alo. Hiểu ạ. Rồi thì có nhiều người thì cũng chưa hiểu thương hiệu là gì thì chúng ta ấn vào Ctrl O. Trong phần Ctrl O thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái giá trị OE, chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào trang sức. À, trong phần trang sức thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái nền tảng cho các bạn, khi tôi kéo xuống thì đây là cái chữ PNG. Đấy, Ctrl O đấy. Các bạn có nhìn thấy cái màu xanh này không ạ? Alo. Và tôi nói cho các bạn biết rằng là trong quy trình khi dùng màu thì ngoài giá trị về cảm quan thì còn phần thứ hai là hãy dùng màu theo thương hiệu. Bởi vì những cái màu thương hiệu này nó được làm ra từ một người thiết kế đồ họa có kinh nghiệm. Có nghĩa là bạn là một người đang học theo phương pháp kế thừa những cái gì tinh túy nhất của người khác. Nên chính như vậy mà khi bạn làm và bạn học nó sẽ tốt hơn và nhanh hơn so với người khác. Đấy là phương pháp, các bạn hiểu cái này chưa? Và để muốn chọn được cái màu của cái chữ PNG, cái nền xanh này, thì chúng ta sẽ có một cái màu rất là quan trọng, một cái copy màu rất là quan trọng, đó là công cụ y ngắn. Các bạn ấn vào công cụ y ngắn cho tôi. Và công cụ y ngắn nó là cái gì thì bạn để ý sang góc trái màn hình, tôi chỉ cho các bạn này, nhìn thấy chưa?
đó, nó có bút chỉ vào đúng cái con chim và chim tát nước, ở quê tôi gọi là chim tát nước, chim bói cá đấy, thì chỉ vào đây thì ngay tức nó sẽ chọn được đúng cái màu. Ok, các bạn nhìn này, ý tôi chưa, tôi tích vào đây một cái tôi chọn được đúng cái màu. Và sau khi được đúng cái màu xong thì bạn có thể quay lại cái tab số 2 là cái tab vừa rồi tôi thiết kế và tự quyền đổi màu bằng lệnh là Alt+Delete. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Rồi. Rồi, sau khi đổ xong thì các bạn sẽ làm gì ạ? Bạn sẽ chọn vào cái bài này và tôi lại tắt nó đi. Bởi vì làm sao? Tắt đi nó nhẹ hơn. Được chưa? Thì cái màu của chúng ta nó có xanh, đỏ, tím, vàng. Và nhớ một điều rằng nữa là khi mà chúng ta làm màu thương hiệu rồi thì lần sau chúng ta sẽ cữ mắt của chúng ta sẽ tốt và ra được cái bộ màu theo đúng mong muốn. Phần thứ ba, các bạn sẽ phải tìm hiểu cho tôi là màu sắc theo ngũ hành. Ngũ hành để làm gì ạ? À, trong thiết kế Photoshop là banner cần thiết ngũ hành, đúng rồi, chính xác. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng sau này khi các bạn thiết kế logo hay là bạn đi tư vấn cho ai đó thì bạn phải dùng màu đúng hợp với theo mệnh của người giám đốc, của người đứng đầu và theo thương hiệu của họ. Tất nhiên có rất nhiều người bảo là em không quan trọng cái đó, nhưng nó chỉ là số ít thôi. Còn phần lớn là người ta đều là gì, tín ngưỡng, nên chúng ta sẽ đi theo màu sắc của tín ngưỡng. Vậy thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn biết là màu theo cái gì, màu theo theo gì, mảng bệt. Thứ hai, màu theo thương hiệu. Màu thứ ba là màu theo doanh nghiệp. Và thứ ba, tư nữa là màu theo gì, ngũ hành tương sinh tương khắc. Và tất nhiên là khi ngũ hành tương sinh tương khắc thì bởi vì là sau này các bạn làm ra một sản phẩm poster thì cái poster của các bạn được treo ở chỗ nào, trong cái phần công ty thôi. Và tại vì công ty tôi thì nó lại có ngũ hành tương sinh tương khắc chia về 8 cung, đúng không ạ? À? Đông Tây Nam Bắc, đúng không? Đấy thì chia ra đấy thì nó nằm ở phương nào để nó kích giá trị về tài lộc để cho cái gia chủ nó may mắn. Tôi nói thật cho các bạn biết là bạn không nói nhưng người ta làm như thế. Và tất nhiên nếu mà chúng ta có kiến thức như vậy thì có phải là chúng ta tư vấn cho khách hàng nó cũng kỹ hơn không ạ? À? Nên các bạn nhớ một điều rằng sau khi xem bài này của tôi thì các bạn nên xem kỹ và cân nhắc lại và những cái keyword các bạn gạch ra để bạn tìm kiếm cho tôi nó dễ hơn. Được chưa? Rồi loại thứ hai của các bạn đó là cái background. Cái background lúc này nó không phải là mảng bệt nữa. Và chúng ta dừng lại ở giá trị đó là gì? Đổ màu. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có giải chuyển sắc. Cái màu giải chuyển sắc chúng ta làm bằng cách nào? Thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Chúng ta có thể bắt đầu từ ảnh. Chúng ta có thể bắt đầu từ một cái chúng ta đang làm. Cái đang làm nghĩa là sao? Đây ạ. Thì các bạn sẽ nhìn này, cái giải chuyển sắc chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào trên bảng layer, chúng ta có một cái lệnh rất là hay. Các bạn sẽ nhìn thấy đây ạ. Các bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ở đây nó sẽ có gradient. Và gradient này là chỉ là cái bước đầu tiên tôi giải thích cho bạn background của chúng ta đi từ 2D là cái mảng phẳng rồi thì bây giờ đây là giải chuyển sắc để tạo ra một sự chuyển sắc, đây là loại background số 2. Và sau khi chọn background số 2 xong thì bạn sẽ tích vào đây một cái nữa thì nó sẽ có đầu này là màu xanh. Các bạn có thể chọn vào basic để chọn một cái màu đen trắng. Nhìn thấy chưa? Màu này là màu đen và màu này màu trắng. Và tất nhiên trong quá trình khi mà bạn muốn màu gì thì bạn tích vào đây. Và khi tích vào đây xong thì nó sẽ có cái ô màu dưới cho các bạn. Bạn tích vào đây, bạn lúc này bạn sẽ chọn một màu đó là xanh đậm. Sau đó bạn sẽ chuyển cái màu này là xanh nhạt. Bạn tích vào cái điểm màu nó và lại chọn vào xanh nhạt. Thế tôi chỉ đến khu vực màu xanh nhạt cho các bạn. Và tôi chọn nhảy. Và lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là một cái background tôi đã có từ màu xanh đậm chuyển sang màu xanh nhạt. Ok, nó mình hiểu cái này chưa nhỉ? Hiểu Alo. à. Rồi, vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là ngoài khi mà chúng ta đi được cái điểm màu đầu tiên xong thì chúng ta cũng nên sưu tầm cái bộ màu từ trong những cái bản thiết kế chuyên nghiệp không? Alo, nào. Các bạn nghĩ xem là mình có sưu tầm bộ màu trong cái giá trị thiết kế của những người mà làm chuyên nghiệp không? Theo thương hiệu không? Nào, các bạn. Alo. Alo. Dạ có. Đấy nhá, rồi. Phần thứ hai, gradient này các bạn cũng phải sưu tầm. Sưu tầm để làm gì? Để chúng ta sẽ tốt hơn. Để chúng ta có thể lưu giữ nó. Để sau này khi làm thì mình cũng làm nhanh hơn vì mình đã có cái bộ màu về chuyển sắc cũng đẹp hơn. Và cái bộ màu đấy chuyển sắc được xếp theo folder. Folder nào dành cho gì?
về thời trang, rồi folder nào về du lịch, folder nào dành cho đồ ăn. Đấy thì các bạn sẽ phải tìm cho tôi rất là nhiều những yếu tố đấy để làm sao sau này mình chỉ việc bỏ ra và dùng thôi thì nó nhanh hơn là từ đầu chúng ta làm. Được chưa? Rồi, bây giờ thì tôi đã chỉ cho bạn về cái background số 2. Rồi cái background số 2 là dải chuyển sắc. Còn lại background thứ ba nữa là background bằng ảnh. Và để muốn lấy bằng ảnh thì các bạn có đồng ý tôi là phải mở cái file ảnh lên không ạ? Thì người ta sẽ có một cái background nữa là chúng ta sẽ chọn là file, chúng ta chọn vào Control, chính là gì? Background. Và sau khi mà tôi chọn vào đây thì tôi chọn vào Download và tôi chọn vào một cái phần background cho các bạn. Đây ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần này tôi chuẩn bị rất là kỹ. Trong cái phần là từ ảnh này, họa tiết hoa văn này, nội dung về thiết kế này. Sau đó ảnh của người mẫu 1 này, đây là logo này, đây là sản phẩm này. Đấy. Và các bạn sẽ phải nhớ một điều cho tôi là khi mà làm về thiết kế, mà khi tôi dạy thì các bạn sẽ làm theo cái nguyên tắc như sau. Một là các bạn sẽ phải tìm cho tôi những cái đầu mục giống như tôi đang ghi cho các bạn. Thứ nhất là cái background dành cho thiết kế của các bạn. Thứ hai là các bạn sẽ dành cho tôi họa tiết hoa văn để các bạn trang điểm cho cái thiết kế của bạn nó diêm dúa thêm một tí. Có nhiều người bảo chứ thầy ơi tại sao thầy thiết kế nó diêm dúa thế? Đúng rồi, ngoài kia có 1.000 người khách hàng người ta thích cái phong cách của tôi thì tôi theo họ. Chứ tôi chả theo ai cả. Các bạn có đồng ý tôi không ạ? Alo, chúng ta đang làm theo số đông hay là làm theo số ít đây? Được chưa? Alo. Hay. Rồi, vậy thì trong quy trình khi thiết kế thì các bạn nhớ cho tôi là background, họa tiết hoa văn. Và thường thường con gái tôi đi liền với hoa. Tiếp theo, đây là nội dung của một cái sản phẩm về trang sức thì người ta sẽ có nội dung ra sao. Thì sau này mình sẽ lấy những cái câu từ này để mình làm và nội dung cho thiết kế lại. Bởi vì đây là nội dung thật, người ta đã chạy quảng cáo online trên mạng thật, nên mình sẽ làm thật. Và khi thật như vậy thì cái CV của bạn trông cũng giống thật. Và như vậy thì khi mà bạn xin việc thì bạn xin việc bằng cái CV là bằng những tác phẩm mà bạn làm về các chủ đề cho tôi. Và tất nhiên chủ đề đấy phải tìm tư liệu, chứ làm gì có là lấy bảo áng áng đại đại được, đúng không? Tôi dạy các bạn thì có thể là như thế, nhưng mà khi các bạn làm CV thì nó phải chuẩn, nó phải đúng. Rồi nó cũng phải có địa chỉ điện thoại email chứ làm gì mà có chuyện mà chúng ta bảo là ở đấy, đoạn đấy nó sẽ là địa chỉ email, ở đoạn này nó sẽ là sản phẩm, làm gì có. Bởi vì cái người tuyển việc của các bạn chính là những người người ta đã lâu năm trong nghề rồi. Người ta biết rằng là tìm một cái người nào vào công ty người ta làm được việc, nha. Thì đây các bạn nhìn này, tôi tích đúc cho các bạn xem. Đây là những hình ảnh mà tôi đã kiếm. Được chưa? Để trang sức. Rồi tôi back lại cho các bạn, tôi lại tìm về logo. Thì trong logo tôi cũng có những trạng thái như thế này. Đấy, logo và trang sức đàng hoàng. Tiếp theo người mẫu 2 thì đây là những người mẫu tập 2. Có nghĩa là nó có rất nhiều người mẫu nhưng mà tôi sẽ chọn như này. Đấy, rồi. Tiếp theo người ta sẽ có người mẫu 1. Người mẫu 1 là những cái này. Đó. Rồi tiếp theo là những cái này. Đây là sản phẩm. Sản phẩm của chúng ta là về trang sức thì chúng ta phải chọn. Đây, dây chuyền, dây chiếc, các thứ là các bạn sẽ chọn ngay. Đấy. Rồi tiếp theo thì bây giờ tôi quay trở lại cái background số 3 mà các bạn làm nó là bằng ảnh. Thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái background bằng ảnh. Mở file ảnh lên bằng ấn Open thì các bạn chính là mở file ảnh. Đấy, cái background của tôi đấy. Các bạn nhìn thấy background của tôi chưa? Alo. Alo. Rồi ạ. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là khi tôi mở ra nó thuộc tính hai trạng thái như trên là thanh thuộc tính này, các bạn nhìn thấy đây là file mà tôi đang làm và đây là file ảnh mà tôi đang làm. Được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta muốn có được cái background số 3 là bằng ảnh thì chúng ta phải đưa cái ảnh này sang bên file thiết kế. Mà cách đưa bằng cách nào? Thì bước 1 là các bạn ấn vào Ctrl A. Ctrl A thì nó sẽ ra một cái nét đất chạy xung quanh toàn bộ cái ảnh. Nó chính là vùng chọn. Gọi là Ctrl A là chọn hoàn toàn tất cả cái vùng của cái ảnh đó. Bước thứ hai là bạn ấn vào Ctrl C là copy cái ảnh. Và bước số 3 thì rất đơn giản là sang file thiết kế của các bạn và paste thôi. Là Ctrl V. Thì lúc này đối tượng khi paste xong nó sẽ một là cái ảnh của các bạn nó to hơn cái khung thiết kế của các bạn. Hai là nó sẽ nhỏ hơn khung thiết kế của các bạn.
thì các bạn sẽ phải nhớ cho tôi là nếu mà to hay nhỏ mà bạn muốn điều chỉnh kích thước của cái ảnh đưa vào thì các bạn sẽ phải dùng tổ phím là Ctrl T. Nhưng trước khi Ctrl T, hãy thu nhỏ cho tôi một tí. Thu nhỏ, các bạn thấy ảnh to chưa? Khi chúng ta bắt đầu mới ấn vào Ctrl T như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hóa ra cái ảnh của mình to hơn rất nhiều so với file thiết kế. Và to như này thì ấn vào Ctrl T rồi thì chúng ta chỉ việc làm sao ra góc của biểu tượng và kéo nó vào để nó nhỏ thôi. Ok, và sau khi kéo xong thì các bạn ấn vào Ctrl O. Ctrl O là trở về định dạng màn hình ban đầu. Các bạn thấy cái này của tôi chưa ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Rồi. Rồi ạ. Và sau khi mà làm xong này thì cái phong cách background này là phong cách background bằng ảnh. Thì các bạn sẽ phải đi tìm những cái ảnh liên quan đến nền của thiết kế của chúng ta. Nền sáng thì sẽ dùng với chữ đậm và nền đậm thì sẽ dùng với chữ sáng. Đấy, nó chỉ rất là đơn giản như vậy thôi. Và tất nhiên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới làm, đúng không ạ? Thì đây chính là phương án background thứ hai của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ nhớ một điều rằng cho tôi, nữa là trong nguyên tắc về thiết kế thì cái gì hợp với đàn ông? Nào, hình gì hợp với đàn ông nào? Alo. Alo các bạn ơi, hình nào hợp với đàn ông ạ? Hình vuông thôi ạ. Hình vuông, rồi hình gì nữa ạ? Chữ nhật. Rồi, chữ tam nhật. Giác. Rồi, tiếp theo còn hình gì nữa không? Hình thoi, hình góc cạnh. Đúng rồi, vậy thì tất cả những cái giá trị như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là gì? Nếu làm cho đàn ông thì chúng ta tìm những cái hình vuông, hình gì, góc cạnh, đúng chưa? Hình chữ nhật, đúng không ạ? Hình thoi, đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ tạo ra những cái gì thể hiện cho lĩnh vực, cái về cái thuộc tính của cái người nam giới. Còn nếu mà nữ giới thì chúng ta sẽ dùng hình gì? Alo? Hình tròn. Rồi, hình gì nữa hả? Hình oval, hình đám mây, hình bông hoa. Hình bông hoa, rồi, có lượn sóng, lượn xeo gì không? Có mềm mại không? Có thế ạ. Đấy, vậy thì có nghĩa là chúng ta tư duy về hình chúng ta đã có rồi. Thì sau này các bạn có đồng ý với tôi là làm logo nó có thể theo được cái hình đó không? Alo? Các bạn xem những cái logo trên thị trường của chúng ta là hình gì ạ? Viettel hình gì? Hình chữ nhật. Viettel hình chữ nhật. Nhìn thấy logo của Viettel chưa? Alo. Alo, alo. Cái logo Viettel là cái chữ Viettel đúng không thầy? Logo Viettel nó có cái hình phía trên đấy cơ mà. Nó hai cái hình xoay xoáy cơ mà. Nửa mặt nọ, nửa mặt kia là có không? Và Google search logo Viettel tôi xem nào. Giá hình ố ván thôi ạ. Đúng chưa? Rồi. Các bạn biết là đất xanh miền Bắc không ạ? Logo của đất xanh miền Bắc là hình gì? Logo của VNPT là hình gì? Logo của Vietcombank là hình gì? Alo, cả lớp mình có nhìn thấy cái điều này không ạ? Hình tam giác ạ. Rồi, vậy thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây tại sao tôi lại nói đến hình? Bởi vì cái hình sau này nó sẽ quyết định cái bố cục của các bạn. Bởi vì cái bố cục đấy nó sẽ đi liền với những cái hình rất là cơ bản từ logo của mình mà, đúng không? Vậy thì khi làm bố cục hãy đi theo phong cách đầu tiên, nó phải là đường nét trên logo của thiết kế của chúng ta, là thương hiệu của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Hiểu ạ. Rồi về nhà lại nghiên cứu thêm một keyword nữa cho tôi cái việc đó, để thứ nhất là mở mang cái tầm nhìn của mình lên, khai thông một số thứ của mình đi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ làm nó sẽ tốt hơn nha các bạn nhớ nhá. Rồi, sau khi mà hiểu về hình rồi thì chúng ta sẽ phải đi theo tiếp theo đã tìm hiểu theo ngũ hành. Đấy, thấy chưa? Tôi nói cho các bạn biết là tại sao ngũ hành hình tròn tượng trưng cho hành kim. Hình vuông tượng trưng cho hình gì? Nào các bạn biết hình vuông tượng trưng hành gì không?
Alo. Cả nhà mình biết hình vuông tượng trưng cho cái gì không ạ? Alo, mạnh thổ. Mãnh thổ à? Đúng rồi, mạnh thổ. Hình chữ nhật mà đứng lên thì lại là hành mộc nha. Còn nằm xuống thì lại là hành thổ. Được chưa? Lượn sóng gọi là hành thủy, tam giác gọi là hình hỏa. Hiểu cái này không ạ? Tại sao lại nói như thế? Bởi vì là sau này khi các bạn dính đến cái việc thiết kế logo hay các bạn làm về thương hiệu thì bạn bám sát cái việc đó thì bạn nâng cao cái giá trị điểm cộng cho cái thiết kế của bạn dành cho khách hàng. Khách hàng thấy ồ, bạn là bạn suy nghĩ về thương hiệu của mình nhỉ? Ồ, bạn là bạn suy nghĩ về cho mình nhỉ, để cho cái thương hiệu mình càng ngày tốt hơn và may mắn hơn. Đó là một lời chúc cực kỳ quan trọng. Nên chính vậy cái câu chuyện của chúng ta sẽ làm cho khách hàng hợp lý nhất nha. Và tất nhiên là trong quy trình này thì chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu nữa. Rồi, vậy thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là những cái hình rất là quan trọng đối với việc thiết kế từ bố cục đến tạo hình. Khi về nhà, các bạn sẽ phải search cho tôi là tạo hình bố cục về hình tròn, tạo hình bố cục hình vuông, hình tam giác, hình lục giác, hình lượn sóng. Bạn sẽ phải đi kiếm hết để đi nhìn nhiều vào cho tôi. Có đồng ý việc này không ạ? Alo? Alo. Dạ nghe thầy ơi. Rồi, sau khi mà các bạn đã hiểu được cái việc đó rồi thì bây giờ tôi đã nói cho các bạn cái background số 3 chính là bằng ảnh nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi sau khi đã có bảng ảnh xong thì các bạn sẽ xóa cái, ví dụ lúc này các bạn sẽ để ý sang cho tôi cái bảng F7 của chúng ta, nó có background đầu tiên là màu xanh. Cái layer thứ hai là cái màu, là chính cái ảnh. Và khi mà đã là cái ảnh rồi thì các bạn trở về cái công cụ phím V, là công cụ dịch chuyển này. Bạn có thể dịch chuyển đi để xem cái nền dưới này, nhìn thấy chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Alo. Vâng. Rồi, bây giờ bạn thích cái này thì bạn để lại, nhưng bạn bảo là cái này nó bị sai, em muốn thay đổi một cái nền khác. Thì chúng ta có thể xóa đi cái layer đi bằng cách là ấn vào thùng rác trên bảng layer là cách số 1. Cách số 2 là bạn ấn vào nút delete là lực tự khắc nó cũng xóa. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Rồi. Rồi Dạ rồi thế ạ. sau khi mà hiểu được điều đó thì bây giờ tôi mới dạy cho các bạn về cái cách quản lý layer. Đây là một phần cực kỳ quan trọng nên tất nhiên là chúng ta phải học kỹ. Tất nhiên nó chưa có ứng dụng nhưng mà cái này nó sẽ là ứng dụng về sau nha. Nó sẽ đi liền với bộ thiết kế của các bạn sau này. Nào các bạn nhìn vào đây, cách quản lý layer trên Photoshop. Bước số 1, để muốn tạo ra một layer thì các bạn nhớ là cái layer mà bạn tạo ra thì nó phải chứa một đối tượng. Vậy thì tạo ra layer bằng cách nào? Thì các bạn sẽ để ý bên tay phải cho tôi, đó là dấu cộng. Dấu cộng này có nghĩa là tạo ra một layer mới. Bạn tích vào đây cho tôi thì các bạn sẽ nhìn thấy một layer mới này. Và layer này nó đặt tên là layer 1. Được chưa? Và bạn có thể được quyền chọn một cái màu khác theo ý đồ của các bạn. Bạn chọn màu xanh lá cây, hay là bạn màu chọn màu xanh dương sáng hơn, hay chọn màu hồng, màu tím, tùy các bạn. Lúc này tôi sẽ chọn một cái màu tím và tôi đổ lên bằng lệnh là Alt Delete. Tôi đã có số 2. Và sau đó thì tôi lại ấn vào biểu tượng lá, tạo ra dấu cộng tiếp theo nữa là tôi tạo ra một layer mới là layer 2 trên layer 1. Layer 1 trên layer background. Và lúc này layer 2 thì tôi sẽ chọn một cái màu, đó là màu vàng. Ok, và sau khi tôi đã có màu vàng xong thì tôi đổ màu bằng lệnh là Alt Delete, tôi đã có màu tiếp theo là con layer tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy thì tôi lại tạo ra một layer mới nữa thì tôi sẽ chọn một màu gì? À, màu xanh lá cây. Đổ màu bằng Alt Delete là đổ màu phía trên. Thì các bạn nhìn nhớ một điều cho tôi, lúc này tôi có 4 layer nên số 1 là màu xanh. Và tất nhiên cái khóa này bạn có thể mở ra bằng cách là tích vào cái khóa, thế là nó mở ra cho các bạn. Bạn có những layer sau: một layer không, layer 1, layer 2 và layer 3. Và đây là các đối tượng trên các layer khác nhau. Và mỗi một layer sẽ chứa một đối tượng đó. Và nhớ một điều rằng là cái layer này của các bạn, bạn được quyền dịch chuyển
và các vị trí của nó, ví dụ layer dưới cùng đang là số 0, layer thứ hai đang là số 1, layer số 3 đang là màu cam, và layer số tiếp theo là layer số 4 này chính là màu xanh xanh cho các bạn, được chưa? Lúc này sau khi mà làm xong tất cả mọi thứ đấy, các bạn được quyền chọn và dịch chuyển đối tượng theo một ý đồ của các bạn. Ví dụ tôi muốn chọn vào màu xanh thì tôi tích vào layer màu xanh. Và sau khi tích màu xanh xong thì bạn phải trở về phím V, bởi vì phím V nó có tính năng dịch chuyển, di chuyển đối tượng. Được chưa? Đây. Rồi bước thứ hai, bạn muốn chọn vào cái màu vàng này, bạn muốn dịch chuyển thì bạn phải tích vào layer màu vàng, bạn dịch chuyển. Và tiếp theo là bạn muốn chọn vào layer màu tím thì bạn phải tích vào màu tím và dịch chuyển như bình thường. Đó. Thì các bạn nhớ một điều rằng là ở đây người ta có nguyên tắc thứ hai là để muốn chọn và dịch chuyển tác động vào layer nào thì bạn phải chọn đầu tiên vào layer đó đã. Nó rất chính xác nhé. Bạn phải chọn vào layer đó đã. Được chưa? Rồi. Sau khi chọn vào layer xong thì bạn được quyền làm sao hả? Lúc này chúng ta sẽ có một cái giải pháp là vậy thế sau này nó có nhiều đối tượng thì sao? Thì chúng ta có thể chọn được đối tượng không? Thì các bạn nhìn này. Cách chọn layer mà không cần nhìn vào bảng thứ tự của layer đó là bằng cách nào? Thì các bạn nhớ nhá, bước số 1 cho tôi đó là gì? Bạn sẽ chọn vào cái phím V, chỉ vào khu vực của đối tượng đó. Ví dụ tôi muốn chọn màu xanh này, mà trong khi đó tôi đang lên màu tím nhá. Bạn nhìn chỗ này nhá, tôi chọn như này. Thì bằng cách nào? Thì các bạn sẽ chuột phải cho tôi. Chuột phải thì cái layer đầu tiên nào xuất hiện thì chính là nó. Rồi, cái màu vàng thứ hai chuột phải, chọn vào layer thứ hai, kéo vào đây. Chuột phải chọn vào khu vực màu tím, chọn vào kéo vào đây. Và tất nhiên chuột phải chọn vào màu xanh sẽ là dịch chuyển màu xanh. Ok, thì đây chính là cách chọn đầu tiên. Có nghĩa là khi bạn chuột phải vào khu vực của đối tượng đó thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng cho các bạn là bảng ghi các layer. Thì bạn sẽ chọn vào layer đầu tiên. Giai đoạn đầu tiên thì các bạn nên học này thôi. Còn về sau này nó lại khác nha. Sau này nó sẽ có lớp hòa trộn thì mình không thể chọn như này được. Ok, các bạn hiểu về cái cách này của tôi chưa ạ? Alo. Rồi, cách thứ hai của các bạn là các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Auto Select. Khi bạn ấn vào Auto Select thì nó là không cần phải chuột phải nữa. Mà chỉ cần di chuột đến khu vực của đối tượng thôi là tích là chọn luôn. Nhìn nhá, Auto Select. Tôi đang ở màu xanh dương ở dưới cùng. Tôi muốn chọn màu xanh trên thì tôi chỉ cần tích vào nó. Thế là xong. Muốn chọn màu tím, tích một cái là xong. Chọn màu vàng, tích một cái là tích chuột một cái, thế là nhảy lên này, nhìn này, các bạn nhìn chưa? Nó tự nhảy cho các bạn và chọn vào đúng khu vực các bạn mong muốn. Thì đây là cái cách mà số 2 chúng ta đang dùng, nhưng cách cách này cũng chỉ dành cho người mới học thôi. Còn về sau này học siêu rồi thì các bạn sẽ chọn cái khác, được chưa? Rồi, thì đây là cách chọn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ phải làm thêm một cái giá trị nữa là cách cho một cái đối tượng lên trên và xuống dưới. Cách cho đối tượng lên trên xuống dưới bằng cách nào? Thì các bạn nhìn này, lúc này cái màu xanh của chúng ta đang là layer 0, nó đang ở dưới cùng. Tôi muốn cho nó lên trên một lớp là lên trên lớp màu tím. Thì nó sẽ có những cái cách như sau. Một là bạn sẽ cầm cái layer đó và kéo lên cái vị trí của màu tím. Chừng nào xuất hiện biểu tượng gạch ngang màu xanh thế này thì bạn buông tay cho tôi, thế là chúng ta đã đưa lên. Và cũng tương tự như vậy, tôi lại đưa lên trên lớp màu vàng, tôi lại thấy gạch xanh, tôi lại buông tay. Và tôi đẩy lên như này, thì gọi là đẩy theo bằng cơm. Và các bạn sẽ đưa xuống dưới cũng tương tự như vậy. Kéo đây. Vạch xanh xuất hiện là xong. Đó, thấy chưa? Ok, và sau khi mà chúng ta đã hiểu được về bản chất, về quản lý đối tượng rồi, thì bây giờ tiếp theo giá trị nữa thì người ta sẽ có mà thay cho việc mà kéo lên trên xuống dưới một đối tượng như vậy thì người ta sẽ có lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một lớp và Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một lớp. Ngoặc vuông là cái gì thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho mình đây ạ. Chúng ta sẽ chọn ngoặc vuông của chúng ta là cái gì đây. Tôi sẽ chọn một cái màu cho các bạn nhé, các bạn cũng không cần để ý, ngoặc vuông tôi vẽ ra cho nó dễ thôi. Ok, chúng ta sẽ chọn đây. Ngoặc vuông của chúng ta chính là cái này. Đây, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem là tôi sẽ chọn vào layer trên cùng của tôi vẽ đây. Ngoặc vuông là cái này này. Đó, cái tín hiệu này. Đây là ngoặc vuông bên tay trái. Còn đây là ngoặc vuông bên tay phải. Được chưa?
cái ký hiệu trên bàn phím của các bạn đấy, gần chữ P, được chưa? Rồi vậy thì chúng ta đã hiểu về ngoặc vuông bên tay trái, thì bây giờ chúng ta làm ra cái xanh đang ở phía trên, tuấn vào ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer đấy, Ctrl ngoặc vuông xuống dưới một layer và Ctrl ngoặc vuông xuống dưới một layer, cũng giống như là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải này lên trên từng layer, được chưa? Ngoài ra cái giá trị mà khi chúng ta chọn là cho lên trên xuống dưới đối tượng layer này thì người ta cũng có một cái tổ phím là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer, và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các layer. Thì đây là cái cách mà người ta gọi là cho và quản lý các đối tượng của chúng ta nằm lên trên hay xuống dưới nhau, là cái này, được chưa? Rồi tiếp theo, đối tượng của chúng ta khi được vẽ ra, chúng ta được quyền thay đổi cái kích thước của nó. Cho lên trên xuống dưới rồi, chúng ta chọn vào thay đổi kích thước. Vậy thì để muốn thay đổi kích thước thì việc đầu tiên là bạn phải chọn đúng vào nó đã. Ví dụ tôi muốn chọn màu xanh đây, chính xác hoàn thành chọn đúng rồi, thì lúc này bạn ấn vào Ctrl T cho tôi. Thì cái này nó sẽ thay đổi kích thước, là các bạn chỉ cần kéo vào cho tôi. Và sau khi kéo xong bạn thấy ưng ý rồi thì bạn ấn Enter cho tôi, thế là nó nhỏ lại. Và cũng tương tự như vậy, bạn ấn vào Ctrl T bạn phóng to ra, bạn ấn Enter thì cũng tương tự như vậy. Nhưng nhớ một điều rằng một cái ảnh mà thu nhỏ lại rồi mà bạn lại phóng to lại thì ảnh sẽ bị mờ nha, bị mờ và bị vỡ hình nha. Nên trong quá trình khi mà các bạn thấy rằng nó phù hợp đúng đúng cái mong muốn rồi, đúng kích thước tỷ lệ rồi thì bạn ấn Enter, còn nếu không thì bạn không nên làm cái điều này, được chưa? À, cũng tương tự như vậy, tôi dùng phím cách trên bàn phím, là cái phím cách là phím to nhất dài ngang, bạn sẽ dùng chuột đẩy lên trên để nhìn nó dễ hơn. Tôi muốn chọn màu màu cam thì bằng cách nào, màu vàng bằng cách nào, tích vào đây một cái có được không, hay chuột phải chọn cái này đấy, vừa rồi học xong. Và đúng rồi, chúng ta ấn vào Ctrl T một cái nữa thì tôi thu nhỏ lại bằng lệnh, cũng tương tự như vậy, tôi có lệnh số 2. À, cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải, tôi chọn vào cái miếng thứ ba là màu tím, tôi sẽ ấn vào Ctrl T và tôi lại thu nhỏ lại miếng màu tím đó, các bạn nhìn nhá. Và nó ngoài ở đen từ đấy, thì trong trong cái giá trị mà thu nhỏ phóng to của chúng ta nó có giá trị như vậy. Và tiếp theo nữa là giá trị của chúng ta làm sao ạ? Tôi sẽ không thích cái màu xanh, tôi xóa cái màu xanh đi. Đấy, các bạn vừa học xong thì các bạn thấy là chúng ta sẽ ấn và thay đổi kích thước bằng như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ có những lệnh copy. Nào các bạn ghi đi, lệnh copy trên Photoshop. Đây là những cái lệnh mà rất là quan trọng để sau này chúng ta làm về thiết kế. Nào, đối tượng của chúng ta chỉ có một đối tượng là background là màu xanh và đối tượng của chúng ta là màu vàng, và mỗi thằng là trên một layer khác nhau rồi. Bây giờ với cái thằng này thì tôi muốn copy ra một thằng mới thì bằng cách nào, thì nó sẽ có những lệnh copy là Ctrl Z, là Ctrl J ấy. Gần nằm giữa chữ H và chữ K. Nha. Thì khi ấn vào đấy thì ngay tức nó sẽ nhân bản là một đối tượng nó trùng khít so với cái đối tượng cũ, ví dụ Ctrl Z. Bạn sẽ nhìn trên bảng layer của chúng ta có layer 2 copy và chúng ta có thể kéo thoải mái. Được chưa? Xóa đi, không thích xóa đi. Bước thứ hai là các bạn sử dụng lệnh copy bằng lệnh phím Alt trên bàn phím, bật đẩy lên trên và đẩy xuống dưới cũng là cách copy sang trái sang phải, cũng là cách copy hết ạ. Được chưa? Đấy, vậy thì cái cách copy của chúng ta là có lệnh Ctrl Z và phần thứ hai là có phím Alt để di chuyển các đối tượng của nhau này, được chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà bạn đã hiểu về bản chất của việc thay đổi kích thước này rồi, copy này xong rồi, cho lên trên xuống dưới rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về tiếp theo một cái nữa là sau khi làm xong các bạn sẽ phải dùng một thao tác nữa là bạn sẽ phải save file này. Cái này quan trọng. Sau khi làm xong và hiểu bản chất rồi, hiểu về thiết kế rồi thì chúng ta sẽ chọn là file và chúng ta chọn một Ctrl+S. Ctrl+S là lưu cái file mà chúng ta đang làm rồi. Và sau khi lưu xong thì bạn sẽ để ngoài desktop và bạn ghi là bài tập 1 BT1. Đó. Và sau khi chọn vào bài tập 1 xong thì bạn chỉ việc ấn là save lại thôi. Và ấn OK, thế là chúng ta đã có. Nhưng khi đã có xong rồi thì các bạn thấy là save một lần rồi thì bạn chọn vào file thì ngay tức cái Ctrl S của bạn không hiển thị nữa. Bạn có thể là làm ra một cái. Đó, vậy thì đây là cái cách save. Số 1 là save vào file gốc. Còn phần thứ hai là muốn tạo ra một phiên bản nháp, nháp giống hệt file gốc. Thì chúng ta làm bằng cái nào để chúng ta có thể gửi cho khách hàng.
để chúng ta có thể gửi cho ai xem đó, nhưng mà tôi chỉ gửi file 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 mà tôi backup ra thôi, còn cái file gốc tôi vẫn phải để ý lại, bởi vì trong một bản thiết kế thì đôi lúc khách hàng không cái chữ này không chữ kia không gì này thì chúng ta còn có cái mà thay, chứ nếu mà chúng ta lại còn vứt hết thì không được đấy ạ. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào file, và lúc này ở đây nó sẽ có một cái lệnh là cho các bạn, đó là Ctrl Shift là copy làm phiên bản mới. Và với phiên bản mới này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây nó save as copy. Và nó đẻ ra cái bảng cho các bạn, thì lúc này cái này của các bạn nó sẽ là tên là gì? 444444 này. Và cái đuôi mà chúng ta đã đuôi gốc của chúng ta ấy, thì nó chính là đuôi Photoshop là PSD, PDD và PSDT. Và các bạn xếp lại. Thế là chúng ta đã có được cái file này. Và trong quá trình khi làm xong thì bạn có thể tắt đi. Để hôm sau chúng ta làm tiếp, bởi chúng ta hàng qua hai layer này. Các bạn nhìn chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tắt đi. Sau khi tắt xong thì các bạn sẽ ấn vào Ctrl nó Open. Và các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái giá trị của chúng ta là để ngoài desktop, là ví dụ chúng ta sẽ ấn vào số 4 chẳng hạn như này, số 4 chẳng hạn là đây này, đây. Và file của chúng ta nó sẽ có cái gì? Đây ạ, nhìn thấy chưa? Đây là file Photoshop của chúng ta ấn Open lên phát thực khắc này, mở cái file đó ra cho các bạn. Và lúc này nó có layer bình thường, đây là cách mà người ta gọi là lấy file gốc ra. Còn lại cách thứ hai là bạn muốn xuất cái file này thành file ảnh để gửi cho khách hàng xem. Thì các bạn sẽ chọn vào file và lúc này chúng ta chọn vào Ctrl Shift S cũng như bình thường. Lúc này chúng ta chọn vào Save as a copy và tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái đuôi đó là JPG. J. Và trong quá trình khi mà chọn về JPG như này, bạn ấn Enter cho tôi thì đây chính là cái đuôi của chúng ta. Chúng ta có đuôi là 444 copy và chúng ta ấn Save ra. Thì lúc này cái file ảnh của chúng ta nó có một cái thuộc tính là maximum, tôi chọn là 12 là chất lượng ảnh cao nhất và tôi ấn OK. Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là Ctrl O của chúng ta ra, thì lúc này chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là 4 này. Các bạn có nhìn cái ảnh bên cạnh không ạ? Số 4 tôi đã có xong. Hiểu cái này chưa ạ? Alo? Rồi thôi ạ. Hiểu ạ. Rồi. À, sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái đối tượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái công đoạn nữa là trong cái phiên bản thiết kế của chúng ta. Nó là cái nền bề 2D thì chúng ta phải tạo ra các sắc độ khác nhau. Tạo ra các sắc độ khác nhau thì các bạn để ý vào cái F7 của tôi, nó có một lệnh đó là opacity. À, các bạn sẽ nhìn thấy cái opacity của chúng ta nằm trên phiên bản này nó đang là 100%. Tôi có một cái màu vàng. Nếu tôi gõ về opacity bằng 50% thì cái màu vàng sẽ bị mờ đi. Và chúng ta sẽ nhìn được một điều đó, mờ đi. Vậy thì cái opacity này càng giảm thì cái hình của chúng ta không nhìn được. Còn nếu chúng ta để 100 thì lại nhìn được. Được chưa? Vậy tôi sẽ copy cho bạn xem bằng cách như sau. Tôi chọn vào đây giữ phím Alt, tôi copy là phiên bản số 2. Cái phiên bản số 1 này tôi sẽ gõ vào giá trị như sau. Tôi sẽ tích vào đây và chọn 50. Thì tôi chọn là chuột phải, chọn cái layer thứ hai tôi cũng chọn 50. Thì tất nhiên nó sẽ nhìn xuyên qua nhau. Ok, các bạn nhìn thấy opacity chưa? Và cái opacity của các bạn có thể giảm độ nó, giữ phím Alt, bạn kéo sang đây một tí nữa, bạn sẽ gõ vào đây là dưới tầm khoảng 20. Được chưa? Đây, tôi sẽ chọn vào đây 20. Mở chưa? Rồi, chuột phải tôi chọn vào đây, tôi sẽ chọn là 30. Đấy, các bạn có thể, một là các bạn đánh thông số, hai là bạn sẽ đánh số trên bàn phím của các bạn. Số bàn phím của các bạn nó sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì các bạn nhìn này, ví dụ cái con này đang là 30, tôi muốn là 50, tôi chỉ cần ấn số 5 phát tự khắc lên 50. Ấn số 6 sẽ là 60, 7 sẽ là 70, 80. Đấy, ví dụ thế. Còn tất nhiên lúc này thì chúng ta sẽ chọn là 30%. Và tất nhiên cái này sẽ là 50%, 60%. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là trong cái quy trình khi chúng ta dùng opacity chính là tạo ra sắc độ của một thiết kế và khiến cho cái thiết kế của mình nó sẽ có chiều sâu hơn rất là nhiều so với phiên bản khác. Tiếp theo, tôi sẽ xóa đi, tôi sẽ xóa đi, tôi sẽ xóa đi. À, trong quá trình khi làm vô cùng thì các bạn để ý cho tôi là tôi có một điểm sáng. Điểm sáng của tôi đầu tiên là một màu nha. Và cái điểm này thì các bạn phải để ý là tôi sẽ đặt bên phải. Và nó đủ độ lớn. Nha, nó phải đủ độ lớn để chúng ta làm. Và các bạn sẽ tưởng tượng này, ở đây nó có thể là một cái sản phẩm của chúng ta, nó là màu sáng nha. Thì cái phần phía trên của nó là của chúng ta thì chúng ta giữ phím man, chúng ta phải kéo đối tượng phía trên. Và cái đối tượng phía trên này tôi sẽ thu nhỏ này. Cái miếng này nó có được gọi là có thể là logo. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ giữ phím Alt copy xuống đây và tôi ấn vào Ctrl T một lần nữa để tôi xoay. Đấy, xoay nhẹ, giữ Shift tôi xoay nhẹ. Đấy, thấy chưa? Thì lúc này sau khi làm xong thì tôi sẽ phóng to cái này lên, thì ở đây nó có to, vừa và bé.
To vừa và bé nghĩ làm gì? Logo, sản phẩm và đây có thể là text. Đây có thể là trang trí. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi là trong những nguyên tắc khi kéo hình thì nó sẽ phải có kéo theo hình tam giác để chúng ta cân bằng về mặt thị giác, thì đây là cái cách mà chúng ta có thể copy ra và chỉnh opacity như bình thường. Được không ạ? Ok, và sau khi mà đã hiểu được bản chất đấy thì các bạn nhớ là trong phần Ctrl+T của chúng ta nó có thuộc tính là gì ạ? À? Phóng to, thu nhỏ. Nhưng mà muốn phóng to và thu nhỏ theo từng chiều thì giữ shift cho tôi và kéo theo từng cạnh. Kéo từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ trái sang phải và từ đây cũng tương tự như vậy. Ok, các bạn hiểu về cái câu chuyện này chưa? Và tất nhiên là khi cấn vào Ctrl+T để ra góc biểu tượng thì chúng ta sẽ xoay. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm sao? À, chúng ta sẽ xóa cái này đi. Chúng ta sẽ chuột phải xóa này thì chúng ta chọn vào cái này. Khi chúng ta ấn vào Ctrl+T thì chúng ta giữ phím Ctrl này và xô lệch hình. Giữ Ctrl xô lệch hình, giữ Ctrl xô lệch hình, giữ Ctrl xô lệch hình. Nhưng khi cái đối tượng này nó sẽ làm theo thao tác là Ctrl Shift An. Ctrl Shift An sẽ làm sao cầm đôi góc này nó sẽ tự xé đều, chia đều ra đối tượng. Đấy, các bạn nhìn này chưa? Rồi, đấy, thì đây là cái hình của chúng ta làm ra. Và chúng ta có thể tạo ra một cái biểu tượng là hút theo không gian theo cách như thế này. Đấy, được không ạ? Rồi, vậy thì sau khi mà các bạn hiểu về cái Ctrl+T của chúng ta nó có rất là nhiều những giá trị là xô lệch rồi xoay, chọn một góc thì giữ phím Ctrl có thể chọn một góc thôi. Đó, nhìn chưa? Rồi, vậy thì sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái việc thiết kế của các bạn rồi, các bạn xem, đây là bài đầu tiên mà các bạn sẽ phải quản lý, đó là quản lý các layer khác nhau. Ok? Nó mình ơi, nó mình có ý kiến gì cái này không ạ? Alo? Không phải Có thấy ạ, Rồi, em nói đi. là nhờ thầy Nam này chỉ toàn nói chỗ số lệch mà là cái hình tháng nữa, Ok, làm xô lệch nói lại cái chỗ đấy. Ctrl+T nhá. dạ Giữ dạ Ctrl thì em có thể cầm một cái điểm ở giữa này, có thể xin này lên trên xuống này xuống dưới, nhớ chưa? Sang phải, sang dạ trái, lên trên nhưng vẫn giữ Ctrl nhá. Được chưa? dạ Ngày thứ hai là bạn giữ phím Ctrl cho tôi thay đổi một góc. Nhìn không ạ? Rồi. Rồi, tiếp theo là chúng ta ấn vào Ctrl Shift An chặt. Sau đó là góc phía dưới thì chúng ta có thể xé độ hút theo không gian theo như này được. Các bạn hiểu cái này chưa? Đó. Rồi. 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 Và các bạn lưu ý rằng là tất cả những cái này nó rất là quan trọng bởi vì sau này nó có thể áp dụng cho ảnh, cho hình đều được hết. Ví dụ, nếu tôi muốn có một cái chữ, tôi sẽ thích vào đây. Và sau khi tôi có cái chữ xong thì các bạn sẽ nhớ một điều rằng cái chữ này muốn to lên thì tôi ấn vào Ctrl+T giống như đối tượng thì tôi sẽ kéo như bình thường. Enter. Tôi muốn đánh lại thì tôi dùng công cụ T, tôi quét qua cái này rồi tôi xóa nó đi. Và nhớ một điều rằng cái chữ này có thể ấn vào Ctrl+T và phóng to thu nhỏ như bình thường. Nhưng chúng ta dùng cái lệnh là Ctrl thì nó chỉ xô lệch được như này thôi. Nhìn lên xô lệch lên trên, chữ lên trên xuống dưới chưa? Rồi giữ phím Ctrl này kéo này ra thì một góc thì nó không có kéo được bởi vì lý do đây là phông chữ không để áp dụng được tất cả những cái việc xô lệch kéo theo góc được. Chính vì vậy mà cái câu chuyện là liên quan nếu mà rơi vào trường hợp text, các bạn nhớ cho tôi là bạn sẽ phải convert cái chữ này ra. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nào, à, chúng ta sẽ phải convert cái chữ ra bằng cách nào? Trên cái bảng layer của các bạn nó sẽ có một yếu tố như sau, là các bạn sẽ chuột phải vào cái text đó và ở đây nó có raster item. Mà raster item có nghĩa là biến chữ trở thành đối tượng thường, thì đã là đối tượng thường thì bẻ góc hay cái gì đó là rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần ấn enter như này thôi là xong. Thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl+T, chúng ta ra góc này, chúng ta có thể bẻ góc theo chiều như này được. Ok, nếu mình nhìn thấy cái này chưa ạ? Alo. Rồi bạn có thể giữ phím Ctrl, bạn cầm hay bạn kéo nhẹ nhẹ được không ạ? Alo. Alo. Rồi. Rồi, cũng tương tự như vậy với cái chữ này thì người ta dùng cái gì nữa? Người ta có thể dùng cái lệnh là, các bạn cũng biết rằng là cái lệnh mà Ctrl Z của chúng ta đã được học rồi. Đó là nhân bản một đối tượng. Mà đã nhân bản thì chúng ta ấn vào Ctrl Z như này thì lúc này chúng ta có hai cái layer chữ.
Chúng ta chỉ việc ấn vào gạch chọn T thẳng chữ số 1 và cầm đối tượng này kéo từ trên xuống dưới, thì nhớ một điều rằng để muốn kéo từ trên xuống dưới phải giữ phím Shift bởi vì thay đổi đường chiều. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Alo. Rồi, sau khi làm xong thì bạn dùng cái lệnh là Ctrl Shift An và ra góc biểu tượng và kéo như này thì có phải là hút theo không gian không ạ? Alo. Và Dạ thầy, thấy à? sau khi làm xong này ấn Enter cho tôi thì lúc này chúng ta đã có được một cái biểu tượng chữ, và cái chữ này thì các bạn chỉ cần giảm opacity bằng 20% thôi thì các bạn đã vô hình dung và tạo ra một cái bóng trong một thiết kế rất là bình thường như thế này. Đó. Thì đấy là cái cách ứng dụng để chúng ta có thể làm được, được chưa? Rồi, tiếp theo. Trong quy trình khi mà các bạn làm về thiết kế của chúng ta là tạo bóng rồi đổ bóng rồi độ hút các kiểu ấy, thì Ctrl T nó rất quan trọng. Và chắc có lẽ là như vậy thì chúng ta sẽ là điều chỉnh được tất cả các đối tượng rồi, được chưa? Rồi thì đây chính là cái bài đầu tiên mà tôi dạy cho các bạn về cái cách đó là làm quen với Photoshop, và tất nhiên là lệnh tôi đã nói rất kỹ, và trên đây thì nó sẽ có một cái việc cho chúng ta đó là gì? Khi vừa rồi tôi vừa dạy xong, tôi sẽ đưa lại cho các bạn những cái keyword để các bạn về nhà các bạn tìm hiểu thêm. Để bài sau của chúng ta sẽ là vào việc luôn và thiết kế luôn. Các bạn hiểu cái này cho tôi chưa? Alo? Alo? Chưa nghe thôi. Và trước khi kết thúc thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức nữa là chúng ta sẽ chọn nhiều layer cùng lúc. Ví dụ, tôi lập ra một layer mới. Tôi đổ một cái màu xanh. Tôi lại lập ra một layer mới, tôi lại đổ một cái màu vàng. Tiếp theo tôi lập ra một layer mới, tôi sẽ đổ một cái màu tên là hồng. Hồng tím. Vậy lúc này tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl T cái màu tím và tôi thu nhỏ lại. OK, Enter. Tôi sẽ chọn vào cái màu vàng, chuột phải, chọn vào khu vực màu vàng, lại ấn vào Ctrl T, tôi lại thu nhỏ lại. Được không ạ? Rồi, cũng tương tự như vậy, Enter là rất lạnh, tôi lại ấn vào chuột phải, chọn vào cái màu xanh, tôi lại ấn vào Ctrl T, tôi thu nhỏ lại như thế này. Được chưa? Thì các bạn nhớ một điều là trong trường hợp là một số cái Photoshop của chúng ta là chúng ta sẽ phải mong muốn là dịch chuyển khoảng 3 đến 4 layer cùng một lúc. Thì bằng cách nào? Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào layer số 1. Bây giờ bạn muốn chọn thêm thì bạn lại giữ phím Shift cho tôi. Giữ chặt phím Shift nhé. Chuột phải chọn thông số 2. Đấy, tự nhiên nó tự nhiên chọn 2. Giữ Shift chuột phải vào khu vực số 3. Chọn thằng số 3. Thế là chọn cả ba cái này luôn. Rồi, cũng tương tự như vậy. Bạn muốn chọn được thì bằng cách nào nữa này. Bạn có thể tích 1, giữ Shift, tích vào 3. Thì tự khắc nó cũng chọn được luôn. Còn bình thường thì bạn sẽ làm sao? Chuột phải từng cái một, chuột phải di chuyển từng cái một, chuột phải di chuyển từng cái một. Thì đây là những cái lệnh mà tôi đang dạy cho các bạn, là lệnh copy, lệnh cho lên trên xuống dưới, lệnh opacity, lệnh phóng to thu nhỏ. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Alo, các bạn ơi. Rồi Ok. hiểu rồi thầy. Thì đây là cái bài đầu tiên tôi đã giảng cho bạn kỹ, và cái bài này tôi lại giảng lại khác so với những bài trước. Và hôm nay tôi đang nói về những cái yếu tố, những cái quan trọng nhất trong việc thiết kế của các bạn. Và tất nhiên phải có bài tập là liên quan đến việc là hình. Bạn về nhà bạn tìm cho tôi những cái bố cục về hình vuông, hình tròn, hình tam giác để sau này chúng ta triển khai những cái hình đó. Bởi vì chúng ta chỉ cần có tư duy là đi tìm hình thôi. Thì những cái hình đấy nó sẽ nằm vào trong đầu của bạn. Sau này bạn làm thiết kế nó cũng tốt hơn. Đúng không ạ? Alo, xong rồi. Còn bạn nào có ý kiến gì Đúng nữa rồi. không? Alo? Alo. Dạ ông Dạ, thầy. ừ, nói đi. Cho em hỏi là cái mà Photoshop của em lúc đầu mở đâu ấy ta? Thì nó có, em muốn là có cái bản giống như kiểu là nó hiện ra để em ấy, để em gửi qua Zalo một tí. Ok, sẽ giải đáp cho bạn này luôn nhé. Dạ. Rồi em chụp đi. Rồi em gửi qua đây thôi ạ. Rồi, Ở trên nhắn rất đúng ạ. Ninh Nê để ý này, cái phiên bản này, ví dụ nhá. Copy và đưa sang file Photoshop này. Đây, Ctrl-L đấy. Cái file của bạn như này thì thứ nhất là không Dạ. hiện bởi vì nó tùy theo bảng. Có những cái bảng chúng ta dùng À. crack nên là chắc chắn nó sẽ bị sao ạ? Nó bị cắt bỏ. Phần thứ hai nữa là trong cái Dạ. phần này thì em buộc là em phải vào file rồi em chọn vào new nhá em nhá. Dạ thầy. Đấy thì mới được, em hiểu không? Không sao cả, Dạ mình chỉ dạ. làm bình thường thôi. Nhưng nhớ là chốt lại chúng ta sẽ phải liên quan đến việc là chọn file Ctrl-L. Sau khi Ctrl-L xong thì kích thước chốt.
Thứ hai, độ phân giải chốt. Thứ ba, đơn vị kích thước chốt. Thứ tư là hệ màu chốt. Thứ năm, background chốt. Là xong câu chuyện của chúng ta đã tạo ra. Thứ hai, trong quá trình khi mà làm thì các bạn sẽ phải nhớ cho tôi là hệ thống về quản lý của Workspace và chọn vào Ensemble Level là giá trị giao diện cơ bản đầu tiên. Và bạn có reset để đi cùng với nó. Được chưa? Đấy là giá trị nhá. Quản lý màn hình chúng ta sẽ có lệnh là Ctrl cộng là phóng to và Ctrl trừ là thu nhỏ và Ctrl số 0 là trở về định dạng màn hình full ban đầu. Đó. Cách cho lên trên và xuống dưới các layer. Cách dịch chuyển layer. Cách ấn vào biểu tượng là thay đổi kích thước layer bằng Ctrl T như thế nào. Opacity như thế nào. Copy như thế nào. Thì các bạn sẽ phải nắm chắc cho tôi trong cái bài hôm nay. Và tất nhiên về này các bạn yên tâm một điều rằng bạn sẽ phải thực hành từ 10 lần cho tôi. Để chúng ta cực kỳ nhớ, nhớ để làm gì? Để chúng ta buổi sau sẽ vào hình. Giống như vừa rồi vừa tôi chia sẻ cho các bạn là để muốn làm ra một cái phiên bản, để tạo ra một cái CV xin việc thì các bạn nhớ cho tôi bắt buộc là phải làm cái này. Và làm cái này nó có vất vả không thì vất vả chứ. Cháo gì là không vất vả cả. Thì bạn sẽ nhìn thấy trong cái phần trang sức của tôi này, nhìn thấy chưa? Trong phần thiết kế này của tôi luôn luôn là đây là tôi tìm ra một bộ để là tôi sẽ làm CV. CV để làm gì? Nó sẽ có background, nó họa tiết hoa văn, nó sẽ có nội dung thiết kế, nó sẽ có người mẫu, nó có logo thật của công ty, nó có người mẫu 1, người mẫu 2, người mẫu 3 và nó phải có sản phẩm. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo. Rồi, Dạ rồi thầy. hiểu Và tất rồi. nhiên là về nhà phải tìm chứ. Đây này, các bạn nhìn thấy tôi đang tìm chưa? Nước hoa, chuẩn bị sắp giấy rồi tôi sẽ làm. Tất nhiên phải có người. Nước hoa nam. À, sau đó thì tôi lại có những nước hoa nữ. Đấy. Có nghĩa là khi mà mỗi một sản phẩm này các bạn muốn xây dựng, vậy tại sao phải xây dựng nhiều nền tảng nghe, vừa làm nam cho nam cho nữ, bởi vì là chúng ta sẽ thay đổi các loại bố cục khác nhau. Giống như vừa rồi tôi vừa hỏi cho bạn là mà hình tròn phù hợp với cái gì, hình vuông phù hợp với cái gì, bởi vì nó liên quan đến từng ngành nghề, nhưng ngành nghề này phải từng theo giá trị về giới tính nữa, thì đấy là giá trị của các bạn làm. Nước hoa của chúng ta lại còn có cả loại nước hoa như thế này nữa, các bạn nhìn chưa, để sau này chúng ta làm sản phẩm để đưa vào. Rồi sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chọn đồng hồ cũng có này, chúng ta làm về ngành tóc, tóc chúng ta cũng phải tìm. Các bạn nhìn chưa? Tóc. Rồi chúng ta chọn vào dầu gội đầu có luôn. Nhìn chưa? Đấy. Sau đó chúng ta phải bách này, chúng ta bách này, chúng ta sẽ có kem đánh răng. Đấy, các bạn có đồng ý với tôi là khi làm về thiết kế thì chúng ta không bỏ qua bất cứ một cái ngành nghề nào, chúng ta đều làm hết đâu. Và tất nhiên cái này đã có nội dung rồi, tôi chỉ việc làm thôi. Alo, các bạn hiểu cái này chưa? Dạ thầy. Hiểu thầy. Đấy, vậy thì về nhà là các bạn sẽ phải tìm cái đó. Đồng ý không? Nha, ngày nào tôi cũng phải xem, ngày nào tôi cũng phải đi tìm để làm sao để mong muốn rằng chúng ta sẽ làm một phiên bản mới và cái cách thức và xử lý mới nha. Ok, cả lớp mình đã xem phần này chưa nhỉ? Thầy. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không nha? Bài đầu tiên này thì đơn giản rồi. Đây có bạn hỏi trong À, trong chat là trong cái phần chat của chúng ta rồi, xem nào. Có ai nghe thầy nói không? Có chứ. Đâu rồi? Thế sao em bấm kéo bóng rộng ra hai bên Ctrl Shift An không được? À, cả lớp mình để ý là đối với cái bạn Tuấn nhá. Tuấn để ý này, trong cái phần này thì khi mà chúng ta làm về thiết kế cho chữ thì như như tôi đã nói là cái chữ chúng ta phải convert nó ra. Tuấn nhá. Thì mới được. Ok. Rồi, hết rồi. Rồi thổ ok rồi. Chuẩn rồi, ok. Có nghe được thì nó tất nhiên nghe được chứ, tại vì cái này thì các em phải nói cái mic của em thôi nhá. Rồi ok, cả lớp mình còn ai ý kiến gì nữa không nhở? À, thầy ơi, Dạ không buổi thầy. mấy thầy? Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt đi và render cho các bạn, sau đó thì mình sẽ gửi lại trong vào nhóm cho các bạn. Và tất nhiên là chúng ta nên chuẩn bị tư liệu cho bài sau để chúng ta gặp nhau, đồng ý không ạ? Alo. Dạ thầy.
Ok. Đúng. Nếu không có gì nữa thì mình sẽ dừng ở đây. Còn bạn nào muốn hỏi gì thì cứ bảo mình để mình xử lý cho các bạn nhá. Thế ơi, Dạ, chào ừ, thầy. em nói đi. Là tuần sau thì mình học từ mấy rồi? Mình học thứ ba, thứ năm. Còn cái lớp workshop vừa rồi của chúng ta phải dừng lại để thứ nhất là ôn luyện nha. Tư liệu bài thì thầy đã gửi trên đấy rồi thì các bạn sẽ phải luyện luyện cho kỹ nên làm thì nó ra vấn đề được. Chị không làm thì không ra vấn đề được nhá. Ok, hiểu cái này chưa? Rồi, tầm tầm. Ok, bye bye cả nhà. Dạ, chào Ừ, chào em. thầy. Chào thầy.